Có rất nhiều người truyền tay nhau rằng là nếu mà chúng ta nuôi chó cho tụi nó ăn cơm nhiều sẽ bị bạc lông, khô lông, sơ lông. Còn ăn ngạt nó sẽ giữ được màu lông, không bị bạc lông, tẹo là luôn. Theo quan điểm của bệnh viện thì tư duy của ấy là sai mọi người ơi. Ở chó mua đồ thì chắc chắn 100% con nào rồi cũng sẽ bạc lông cả thôi. Ăn thức ăn nhiều chất thì quá trình đó nó sẽ chậm lại nha mọi người. Thông thường các dòng hạt, các dòng thức ăn sẵn đây chúng ta mua về đổ ra ăn luôn. Tiêu điểm khi mà sử dụng cái hạt này, những cái viên hạt này nó rất là cứng, con chó con mèo và thường xuyên được ăn hạt. Cái hàm răng của nó ngoạn trắng bóc ra, cho dù 4 tuổi hay là 5 tuổi và men răng cực kỳ tốt luôn. Những cái hạt cứng này cũng chính là nhược điểm của việc mà chó cho mèo ăn hạt thường xuyên ạ. Cái hạt nó là viên nén, nó rất là khô, con chó con mèo ăn vào bụng nếu như mà không uống đầy đủ nước ấy thì rất dễ làm hỏng thận. Chó mèo mà hay bị sỏi thận ấy do ăn hạt nhiều cho mọi người. Ăn cơm nó cũng có điểm tốt, có thể là bây giờ chúng ta thay đổi khẩu phần ăn từng bữa, làm cho con chó luôn luôn cảm thấy là bữa ăn nó thay đổi thường xuyên mà được ngon miệng hơn, đúng không ạ? Cho chó ăn cơm ấy thì mọi người phải để ý là cho những loại thức ăn ví dụ như thịt luộc, rau luộc thôi, chứ đừng có đun nấu mắm muối cả, ăn những thức ăn mà tẩm bớt gia vị thì nó cũng không tốt cho da cho lông của con chó ạ. Ăn cơm thì nhiều mảng bám, nhiều cao răng hơn, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó đánh răng cho tụi nó thì cũng ok nha mọi người.